cái bạn xe đỏ thì đang ở dưới chân cầu chạy lên, cái bạn chạy chưa tới nữa. Nói chung là đánh thì chỉ cho người ta tập trung với mấy má ơi. Đó, ở đây mình thấy có Khánh Hưng nè, Nam Hoàng nội vụ sứ qua. Khánh Hưng đang mặc cho mình cái hạt trùng niên, bộ đồ full chưa thấy full gì là đã chết queo rồi. Chuối chín đây, một quả chuối chín. Chuối chín thì đang mặc cho mình cái set đồ của Minh Giáo nha mọi người. Rất là nhiều set đồ được lựa chọn ở trong đây luôn. Nó rất là nhiều bạn đang xin vào bạn ban tân thủ thôi, mình cũng sắp full slot rồi nha mọi người. Nói chung ban này máy ít cũng nhận hết đó, chủ yếu cho mấy bạn hỗ trợ nhau mà đó. Tại vì hai phe bạn nào có BK thì mấy bạn vô ban đỏ hoặc là vô ban 108 anh hùng nha mọi người. Đừng bạn nào mà thích yêu thích BK thì mọi người đừng có vô ban tân thủ nha, tại vì ban tân thủ là xác định là 100% không có BK nha mọi người. Tại vì ban này chủ yếu lập ra để hỗ trợ tân thủ thôi nha, chứ ngoài ra thì có thể là mấy bạn tân thủ đi phó bạn với nhau sau khi mình chơi quen rồi á. Sau khi mình chơi quen rồi á thì mình có thể là lên fanpage. Ơ quên, mình vô ban đỏ hoặc là ban 108 anh hùng để mà BK. Nói chung là sau khi tách ra rồi thì ban của ban đỏ cũng rất là đông nha mọi người. Đấy. Đây là tách ra là không còn dân cày nữa, dân cày rất là ít luôn á. Là toàn mấy bạn dân chơi á, dân chơi là người chơi thiệt á, tách ra với nhau để mà BK á. Ví dụ như đây là mờ lem nè. Đây mặc cho mình cái set này là set gì? Là set tiêu dao. Mình thấy ở trong game này là mấy bạn mặc set tiêu dao. Nhiều bạn cũng hỏi là khi nào mở 8x, khi nào có yếu quyết 80 thì mấy bạn á chơi, mình chơi một sân chơi, nếu mà mình đã xác định chơi lâu dài thì chắc chắn là có rất là nhiều sân chơi thì nó sẽ cho mọi người một cái lộ trình, nhưng mà làm được hay không lại là một câu chuyện khác đó nha mọi người. Ví dụ như mình nói rất là đơn giản, mình không hề nói đích danh một game nào cả, một cái sân chơi mà mọi người cứ thấy là có lộ trình rất là rõ ràng nha, rồi một tháng, 6 tháng, trong 6 tháng sẽ update những gì. Nhưng mà khi mà thực chất trải nghiệm á, là có nghĩa là trong vòng 6 ngày thôi là sân chơi đã giải tán rồi. Nên là mọi người đừng có quan niệm nhiều quá đến cái lộ trình. Lộ trình thì chắc chắn nó sẽ trước khi mà, nếu mà một người thật sự đặt cái niềm tin và cái công sức của mình vào một cái game á, thì người ta đã chuẩn bị hết tất cả tất từng tật mọi thứ rồi, người ta mới mở cho mọi người chơi. Đương nhiên thì trong quá trình mở thì không phải là lúc nào là ban điều hành game cũng đúng chính xác 100%, nhưng mà người ta đã nghiên cứu tìm tòi, người ta chuẩn bị rất là lâu để cho mọi người có một cái sân chơi, thì người ta đã chuẩn bị hết sẵn sàng hết tất cả mọi thứ. Ví dụ như là trang bị 6, trang bị tích hợp 6 bị ít như thế nào, hay là trang bị 8-9X như thế nào, cái nào là người ta cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi, thì đến lúc hợp lý thì người ta sẽ mở thôi. Mấy bạn nhiều khi mấy bạn nói là tại sao không mở Ngọc 5, không mở 8X hay là các thứ để cho mấy bạn nhiều tiền người ta nạt, để cho mình tăng danh, để cho bên game tăng doanh thu. Nhưng mà mọi người phải xác định như thế này, nếu mà một sân chơi á, mà mọi người xác định chơi lâu dài, nếu mà mình map thì mình chờ, mình có nghĩa là mình chơi là mình không có cần tốn kém, nó là cũng tốt cho mọi người thôi. Thì đương nhiên là những cái bạn vào sau người ta vẫn có thể là theo được. Ví dụ như bây giờ mình tự nhiên mình mở 8x, mình mở Ngọc 5 đi, mở nhiều thứ quá là nhanh đi, thì những cái bạn vào sau chắc chắn là không theo được và người ta sẽ chán, người ta không chơi. Nếu mà như hiện tại thì vẫn đang Ngọc 4 thì những cái bạn vào sau vẫn có thể chơi được, vẫn cấp 75 vẫn có thể chơi được. Mọi người phải hiểu như thế này, nếu mà mình xác định mình chơi lâu dài nha. Còn mấy bạn là kiểu mấy bạn mà chơi quen những cái sân chơi mà nó cứ là xong cái này cứ mở cái kia, xong cái này cứ mở cái kia, mở tiếp những cái mà chức năng thì đó, nó chỉ có những cái người chơi mà người ta nạp tiền theo nhiều. Đương nhiên thì mở nhiều thì đương nhiên là doanh thu nhiều rồi, mọi người hiểu không? Mở nhiều thì doanh thu nhiều. Còn á, mình xác định là có một sân chơi lâu, và một sân chơi lâu là một sân chơi có nhiều người và có thể theo kịp nhau. Ví dụ như hiện tại ở trong game của Thiên Long Tuổi Thơ thì mình chỉ có là đập full Ngọc 4, chưa có điêu chát, mở cấp 75 thôi, chưa có điêu văn, chưa có điêu chát, chỉ có cường hóa với đập ngọc thôi. Thì chắc chắn là những cái bạn vào sau người ta sẽ chắc chắn là theo kịp. Nếu mà các bạn không có thời gian luyện cấp, tại vì game này thì chỉ như kinh nghiệm nhân một thôi, kinh nghiệm nhân một, bạn không có thời gian luyện cấp thì bạn có thể là mua những cái ad cao từ những cái bạn nào dân cày nè, hay là những cái đó. Thì ở trong đây thì có, hình như là có, cũng không, bên fanpage cũng có những trung gian giúp cho mọi người các kiểu luôn. Hoặc là mình, một là mình đi tìm những cái ad cao nè, hai là mình có thể là làm những cái
tìm những cái account đó hoàn thiện. Ví dụ như là nhiều bạn là nhiều khi người ta làm account để mà bán á, bán hay có nghĩa là mình cày cuốc mình làm vào cái account xong rồi mình bán, có nghĩa là mình cũng không có cần phải nạp tiền mình đi cày cuốc, tại vì ở trong game này là cày được hết. Mình đi cờ nè, mình có phiếu ngọc các thứ, hoặc là đi túc cầu mỗi 2 tuần thì lại có một phiếu ngọc 3 nha mọi người. Ở trong game này chỉ bán ngọc 2 và mát ngọc 4 thôi, hiện tại 75 đó, nên là tất cả người chơi vào xong và theo được. Và những cái người chơi nào là nạp tiền mà đã full ngọc 4 hay các kiểu thì mấy bạn cũng đâu có gì mà phải vội vàng đâu, kiểu giống như mình nạp xong mình mạnh rồi mình vẫn có thể đi BK đồ bình thường nè, những cái bạn vào sau thì vẫn có thể đi đánh cái kiểu bình thường nè đó. Mặc dù là server đã mở mấy bạn ngọc 4 nhưng mà đi ăn boss thì vẫn phải lùa boss như thế này thôi, đó là một chuyện rất là bình thường luôn, rất là khó để mà tăng boss. Còn nhiều bạn hỏi là tại sao thanh tâm trong game rất là hiếm, tại vì góp thanh tâm trong game là có nhưng mà nó rất là khó đó, thật sự là may mắn lắm mới nhặt được. Nên là cái vấn đề mà không phải là vô cứ bút thanh tâm mà như vậy. Nhiều bạn bảo không có thanh tâm là BK rất là nhanh, nhưng mà thực chất ra là trong game á, ở trong game cổ á, một account mình cho mạnh lắm thôi chắc cũng khoảng 100k máu đi, thanh tâm bút một lần 10k, nhưng mà mấy cái dược phẩm thế nè mọi người, hồi máu hồi mana thì cũng đã được 1k mấy rồi đó. Hoặc là mình mua những cái bình hồ lô bằng điểm thông bảo nè, ví dụ mình có điểm thông bảo mình mua những cái bình hồ lô nè, một lần mình hồi được 2500 máu rồi. Tại vì á em chuẩn bị đi, nãy em chuẩn bị đi tắm anh em, mấy bạn BK cái ra like một xíu cái hồi xong rồi nói chung là chuẩn tính like xây thành các kiểu, nhưng mà làm xong ồ các kiểu tới 9 giờ luôn đó, thì mấy bạn vẫn đang đang boss này. À, bên đây là boss này khỏe nha, boss này tăng boss được luôn nha mọi người, ghê nha, tăng boss được là ghê á. Ở trong game này á, mọi người chơi bét á không có tốn nhiều căn cốt đen đâu, tại vì mấy bạn biết sao không, ở trên thánh núi sơn là mấy bạn ăn ngủ ỉa nằm cái gì, có nghĩa là giao phối hay là cái gì đẻ con gì là ở trên đó hết, ngày nào cũng có một đám bạn ăn nằm ở trên đó hết. Để mà biết làm gì không, bắt những con chân thú trưởng thành, mình có cái gọi là cái căn cốt nè đó, cái căn cốt để mà ép ngộ tính, tại vì á hiện tại server chỉ đang mở cấp 75 và đương nhiên thì chắc chắn là chân thú của mấy bạn cũng không thể nào mà dùng được cấp 85 rồi, mấy bạn chỉ dùng được cấp 75, thì những cái con này thì mình có thể là ép bằng pet trưởng thành được nha mọi người. Ví dụ như một con ngộ tính của mình là ngộ tính 8, mình chỉ cần bắt những con căn cốt từ 8, 9, 10 là mình đã có thể tiến hành nâng ngộ tính cho con pet của mình muốn nâng. Mà cái đó thì chắc chắn thì nó sẽ có hên, có lên hơn thì nó lên, xuôi thì nó rớt. Ví dụ như mình đang ngộ tính 4 thì mình sẽ bắt những cái con pet trưởng thành có căn cốt từ 4 trở lên thì mình có thể ép được. Nên là mấy bạn, mình thấy là rất là nhiều bạn là kiểu giống như là nhận ép pet thuê nè, mình ăn ngủ ở trên thánh núi sơn luôn, mình bắt pet trưởng thành cái kiểu đó, mình vô đó mình ăn ngủ cái kiểu luôn, vân 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 vân. Đó, nhiều bạn ép lắm, nên là ở trong đây pet 75 thì cũng rất là dễ. Nhiều bạn cũng hỏi là, mình sẽ giải đáp hết thắc mắc trong cái buổi livestream này luôn. Nhiều bạn cũng hỏi là hay là chờ đồ 8X làm luôn. Tại vì á, mọi người cũng biết rằng á, ở trong những cái phiên bản Thiên Long Bát Bộ thì là nó sẽ mở cấp dần tùy theo cái ban điều hành thôi. Và đương nhiên thì đồ nào nó cũng sẽ có giá trị của nó. Đồ 6X nó có giá trị của đồ 6X, đồ 7X nó có giá trị của đồ 7X, và đồ 8X nó có giá trị của đồ 8X. Nhưng mà á, cái mà trên lệch của nó thực sự là không nhiều. Ví dụ như là một cái set đồ 7X mà 6 sao, 5 sao nó vẫn vượt trội hơn hẳn là một cái set đồ 8X 3, 4 sao, đó là điều chắc chắn luôn. Đó thì đương nhiên thì người ta đã tính hết tất cả cho mọi người. Nếu mà mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể là chế 8X để mà thay, còn không thì mình vẫn mặc set đồ 6 và X, nó không có ảnh hưởng quá là nhiều đến cái chất lượng nhân vật của mình khi mà trang bị sở hữu. Nên là nhiều bạn hỏi là kiếm set đồ khó quá, kiếm dòng chuẩn nữa cái kiểu, nên là chưa chắc là mình có dám cường hóa hay không. Nên là nhiều khi mọi người cứ có những, đương nhiên thì mình chơi game thì đương nhiên là mình sẽ có suy nghĩ về cái game mình đang chơi, đó là một điều rất là chắc chắn. Nếu mà mình yêu thích, thật sự yêu thích cái game đó thì mình sẽ suy nghĩ cái game đó là sao. Thì thực sự là game này thì nó chỉ là 2 account trên một PC thôi, thì nó sẽ có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra. Một là nó sẽ nhìn, nhiều bạn nhìn sẽ chắc chắn là sẽ không đông bằng những cái game mà 3 account một PC, hoặc là 6 account một PC, hoặc là không giới hạn account trên một PC thì chắc chắn nó sẽ không đông bằng. Nhưng mà bù lại thì mấy bạn sẽ, với lại cái thứ hai là nhiều bạn nếu mà không có chơi chung á thì nó sẽ rất là khó khăn trong cái việc tham gia các phó bản khi mà tuyển người các thứ. Nên là rất là nhiều ban hội được lập ra, ví dụ như là ban hội của mình mặc dù là không tham gia BK nha mọi người, nhưng mà thời điểm cao điểm á vẫn on được 50-60 ad trên
trong trong bang, toàn là mấy bạn tuân thủ thôi, chơi giúp đỡ lẫn nhau, đi phó bản này đó. Ví dụ mọi người thấy trên bán là ai kéo 2-3 ít không, cái kiểu đó thì giúp đỡ lẫn nhau. Cái bang họ này là lập ra là để chủ yếu là để hỗ trợ tuân thủ. Còn khi mà mấy bạn chơi gành rồi, mấy bạn lên 6-7 ít rồi, mấy bạn đam mê BK, tại vì hoạt động BK á là cái hoạt động mà hấp dẫn nhất ở trong game Thiên Long Bát Bộ luôn, thì chắc chắn là các bạn không thể nào bỏ qua hoạt động này rồi. Khi mà mấy bạn mà thích BK thì mấy bạn phải gờ bỏ ban hội tân thủ để mà tìm một cái ban hội to để mà có thể là cùng nhau xét cánh với những cái bằng hữu mới để mà cùng nhau BK. Ban này chỉ lập ra với mục đích chính là hỗ trợ tân thủ thôi nha mọi người, mình nhấn rất là mạnh thôi chứ không có tham gia BK gì hết nha. Bạn nào có BK thì mấy bạn tìm có thể là vào ban 108 anh hùng hoặc là ban đỏ để mà BK với nhau. Đó, thì ở trong đây chủ yếu là hỗ trợ tân thủ nè. Ví dụ như mấy bạn vô nè, chưa biết cái gì nè, mình có thể hỗ trợ hỏi trên fanpage nè, hoặc là mình hỏi trong kênh bang nè, hoặc là mình đi phó bản cái kiểu chưa có người kéo hay là chưa có người kéo chen cái kiểu. Đó thì mọi người có thể là hỗ trợ lẫn nhau, có là đó là cái bang gọi là bang tân thủ. Không chỉ một chuyên bang của mình mà có rất là nhiều bang khác người ta cũng không tham gia BK, người ta chỉ tham gia server này là 2 account trên 1 PC thôi anh ơi, và nó không có vấn nạn là Ngami clone. Mọi người thấy, mọi người nhìn trên màn hình giúp mình nha. Mọi người tìm, nếu mà những cái game khác thì mọi người sẽ thấy là Thanh Tâm Phổ Thiện Chú nó rất là nhiều luôn. Mọi người nhìn ở trong cái game này, nhìn cái game trong game Thiên Long Tuổi Thơ, mọi người thấy là Thanh Tâm nó không có nhiều. Nó không quá nhiều đó mọi người nhìn, nó vẫn đầy đủ các chiêu thức của môn phái, không chỉ là Thanh Tâm không nha. Đấy. Thanh Tâm là kiếm được một cái Thanh Tâm cũng rất là khó và rất gọi là vào cái nhân phẩm của mình nữa đó mọi người ạ. Game này thì nếu mà bạn chơi trước chơi sau thì vẫn có thể theo kịp nha, tại vì là hiện tại là chỉ là giới hạn cấp độ 75 và giới hạn ngọc 4 thôi. Server này thì ra được cũng gần 1 tháng rồi bạn, nhưng mà server này ra bao giờ ra thì mình cũng không nhớ nữa, mọi người đợi tí xíu nha để mình coi cái. Server này ra mắt từ mình không nhớ chính xác là chết rồi. Giờ này mình trí nhớ của mình rất là kém. Hình như là mình nhớ là ra vào tháng 8 đó mọi người mà. Ra vào tháng 8. Để tôi coi lại. Xin lỗi mọi người nha, mình không nhớ là ra ngày nào đâu. Đây. Ra vào ngày 20 tháng 8 nha mọi người. 20 tháng 8 đến nay gần 1 tháng. Nhưng mà mình vẫn theo kịp nha mọi người, tại vì ở đây là nó chỉ giới hạn ngọc 4 mà đang giới hạn cấp độ 75 thôi. Chưa có điều chát nha mọi người, chưa có điều chát. Chưa có mở lỗ 4 nên là mọi người rất là dễ theo kịp luôn, chưa có mở Liêu Văn luôn. Đấy. Ok. Đó thì mọi người có thể thấy ở đây BK nè. Đấy. Thanh Tâm rất là ít nha mọi người. Muốn xung hư dưỡng khí hoặc là mình tự hồi máu nè, mua mấy cái này nè. Ở trong game này mọi người không có sợ là thiếu máu thiếu mana đâu. Cái này nó cái này trong game người ta làm rất là hay, gom tới 250 vật phẩm một ô lận. Kể cả đồ ăn bét cũng 250 vật phẩm một ô chứ không phải là 20 nha mọi người. Để cho mấy bạn có thể là dùng vàng khoái. Ủa đang đánh cái đâu mất tiêu rồi, không biết đánh tới chỗ nào luôn. Đó, để cho mấy bạn nào mà không có kia mình có thể mua bằng vàng khóa được, và vàng khóa trong game thì kiếm cũng khá là dễ. Rồi không biết đánh tới đâu luôn rồi lo nói chuyện. Đầu má sao anh tao lại nằm im thế kia, anh bạn là ai? Đấy, để mình full 4 thì bao nhiêu tiền hả? Mình không biết, các bạn có thể là vào group của Thiên Long Tuổi Thơ để mà coi coi những cái account mà Gao bán á. Ở trong đây thì mọi người nhớ là nếu mà mình không quen biết nhau thì mình có thể là nhờ fanpage trung gian dùm nha mọi người, để mà an toàn, tại vì những cái trường hợp lừa đảo cũng đã xuất hiện ở trong Thiên Long Tuổi Thơ, không nhiều nhưng mà cũng không ít nha mọi người. Cũng không biết đánh tới đâu luôn rồi. Nè bạn Linh Gầy cũng con chim bự quá trời luôn nè. Đấy, con chim của bạn Linh Gầy rất là to luôn. Đây, to và nhiều lông, nó lông nhiều màu nữa. Đâu rồi? Đây. Để mình soi bạn Linh Gầy cho mọi người coi nha. Đây. Một con chim rất là to, rất là nhiều lông và lông có 2-3 màu luôn. Đây. Con chim này tên gì ta? Chim này tên là Trong Trọng Binh Ngọc Hoàng. Đây, chim rất là to luôn. Bạn đây đang mặc cái khuyên quốc lũ tương hoang. Phong cách bạn Nguyễn Thư nha. Game đua top bây giờ
còn ít quá 200 mạng giờ cao điểm. Bây giờ mà mình đếm hơn 300 mạng, bạn nói như vậy là chắc chắn là bạn không có chơi game này rồi. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Đã hơn cái con số bạn nói chưa? Đấy, bây giờ mình đang quay cảnh BK thôi, mình cũng không... Nói chung là mọi người chơi thì mọi người tự cảm nhận thôi. Quỷ này nó vô duyên, nó dám kêu mình là con mập, trong khi nó mập hơn mình. Đê tiện thiệt chứ. Ai ở trong game này là mọi người có thể lay hả? Sinh sản những con thú mà mình thích nè. Ví dụ như nè, ví dụ như mình muốn đi bắt thú đúng không? Mình thì mình cũng thích đi bắt thú đó mọi người, tại vì mình chưa có thú á, nên là mình cũng đang tính đi bắt con cái con gọi là con gì ta? Tại vì á, mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái nữa. Nói chung là bây giờ cũng không biết BK tới cái khúc phân khúc nào, thấy đánh tùm lum tùm la hột me hết trơn á. Tự nhiên cái quýnh tới đâu không biết luôn. tự nhiên ngoài cửa một nhúm, ở đây một nhúm, rồi bên kia một nhúm, ở dưới một nhúm, cũng không biết quýnh tới đâu luôn mọi người. Tại vì mình cũng biết là ở trong đây thì hiện tại là đang có hai fan. Còn ban mình thì không có tham gia BK, ban mình là toàn tân thủ không à. Tân thủ chơi với nhau thôi, hỗ trợ nhau. Khi nào mà mấy bạn thành tinh, khi mà mấy bạn gọi là đủ lông đủ cánh thì mọi người tham gia BK thì mọi người chuyển qua ban 108 anh hùng hoặc là ban đỏ để mà BK. Nó thành tinh thì hơi ghê. Đấy, nói chung là nè, một cái mình muốn